Đây, ngày hôm nay tôi giới thiệu anh em cái tựa game thực tế ảo. Trước nay thì anh em còn nhớ là cách đây... Ủa khiếp, anh em có nhớ là cách đây bao lâu nhở? Tôi từng chơi một cái tựa game thực tế ảo mà nó cũng là cái lần đầu tiên mà tôi coi như là giao... À, tôi gióng giả, tôi lộ mặt. Anh em còn nhớ cái hồi đấy không? Anh em còn nhớ cú lừa huyền thoại không? Cú lừa huyền thoại đấy có lẽ đã diễn ra cách đây có khi phải 2 năm rồi. Hồi đấy là tôi dùng cái kính thực tế ảo của PS4, cái thực tế ảo PSVR. Nhưng mà ngày hôm nay tôi giới thiệu đến anh em với con thực tế ảo mới. Kính thực tế ảo mới, con này tôi mượn là tôi mượn được khổ thân tôi. Con kính thực tế ảo thì tôi mượn được của bên Alphard Computer. Chắc là anh em nào mà ở Hà Nội thì anh em cũng đều biết đến Alphard Computer rồi. Chắc anh em cũng biết đến Alphard Computer, một cái cửa hàng máy tính bán linh kiện máy tính và gaming gear rất là lớn ở Hà Nội. Thì tôi đã mượn được ở đây. Đây, giới thiệu đấy anh em với con kính này đây. Đấy, tôi nhắc lên là anh em đã thấy mọi thứ nó thay đổi chưa? Đây, đây là con kính thực tế ảo Oculus Rift S. Vâng, Oculus Rift S hiện đang được bán tại Alphard. Alphard Computer. Đây, anh em, cái con này nó đi ngoài, nó đi kèm với cả cái kính này, tí nữa tôi sẽ đội trên đầu. Thì nó còn đi kèm với cả hai cái này đây. Hai cái này anh em biết là hay gì, nó sẽ thay thế cho hai cái tay của tôi. Nó sẽ thay thế cho hai cái tay của tôi. Đấy, đây, đó là hai cái tay cầm. Cái con Oculus Rift này ấy, thì nó có một cái như này này. Nó thay vì cái phiên bản cũ của Oculus này thì nó yêu cầu chúng ta phải có hai cục chúng ta để ở trên cái bàn, hoặc là nó để ở đâu đấy để nó định vị cái vị trí của chúng ta. Thì con kính này là cái phiên bản mới, là nó không cần bất kỳ một cái đồ gì để định vị nữa cả. Anh em chỉ cần có cái kính và hai cái này, thế là chúng ta có thể vi vu. Đấy. Thí dụ anh em chơi một số trò nó sẽ có cảnh như này này. À không, tay này chứ. Không ai lại dùng tay trái cả anh em nhỉ? Toàn tay phải chứ. Đấy, sẽ có một số trò nó sẽ có động tác như này. Đấy, nhá. Cho nên là anh em nào nãy vừa mới bảo với tôi là đang quay tay, anh em cứ tiếp tục thoải mái, không có vấn đề gì nha anh em nhé. Rất nhẹ nhàng. Đấy, cảm ơn các anh em bên Alphard. Anh em muốn mua kính em có thể qua Alphard, hoặc là mua đồ gaming gear, hoặc là đồ máy tính các thứ ABC mà tôi biết chắc là anh em Hà Nội anh em biết hết rồi. Trong Nam thì tôi không biết là có chi nhánh hay không, anh em có thể tìm. Đấy, con game ngày hôm nay tôi gửi đến anh em nó có tên là Focus on You. Vâng, Focus on You nhé. Focus on You có nghĩa là tập trung vào em này. À không, đâu như nào, không phải là tập trung vào em này mà là gì nhỉ? Dịch ra tiếng Việt như nào cho nó văn hoa tí nhỉ? Đắm say em. Focus on you, đắm say em. Đúng không nhỉ? Dịch ra gì cho đúng nhỉ? Đắm say em à? Đây là... Anh em nào có dịch được cái từ focus on you nó ra một cái từ nào đấy cho nó hay không? Tôi không biết là phải dịch ra focus, nó là tập trung, nó là gì đấy vào em. Thì không biết là cái này nó dịch ra đắm say à? Hay là crush em. Crush em. Đúng rồi. Crush em. Đúng anh em nói chuẩn. Crush em. Crush em. Hay là cái chịch em đi, hãy trao cho em. À đúng rồi, chỉ mình em. Đúng rồi, chỉ mình em, chứ ai lại dịch là tập trung vào em này, bắn vào trong em. Thôi bắn vào trong em, anh em thật, anh em rất mất dạy. Ai lại bắn vào trong em, mất hết cả cái tập trung vào em. Nào, đây thì bây giờ tôi sẽ đeo cái kính này vào và chúng ta sẽ bắt đầu game anh em nhá. Tôi sẽ bắt đầu đeo kính này vào và chúng sẽ bắt đầu game. Anh em cứ bình con nhà bà tĩnh. Từ từ để tôi bật cái này đã. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, đẹp sao.
Sao tôi hát như kiểu chó sủa nhỉ? Nếu hiểu. Mất hết cả cái gì của mình đi, khổ thân tôi lắm. Nào, việc đầu tiên là tháo thôi thì cởi mũ khổ ăn tháo tai nghe. Tháo cả kính mẹ luôn. Có lẽ là rất ít dịp trong cuộc đời mà anh em thấy tôi tháo cái kính ra đây anh em ạ. Tôi nói luôn với anh em một câu cho nhanh. Rất ít dịp trong cuộc đời mà anh em thấy tôi tháo kính ra đấy. Nào, bây giờ đeo cái khốn nạn này vào. Ôi giời ơi. Rồi. Rồi, khá ổn rồi đấy. Khá ổn. À, tai nghe. Thực ra thì con kính này nhá. Con kính này thì anh em có thể lấy tiếng của nó ra từ lấy tiếng của nó ra từ ngay từ cái kính này luôn. Cái kính này nó cũng phát ra cái âm thanh của game. Nhưng mà vì là tôi muốn là anh em có thể nghe được âm thanh cho nên là tôi phải đưa cái âm thanh này vào trong máy tính thì anh em xem stream anh em mới có thể anh em thấy được. Thế còn bình thường là anh em có thể là anh em mua cái kính này là anh em có thể âm thanh nó ra ngay ở kính luôn, chúng ta không cần phải đeo tai nghe. Nhưng do tôi setup để gì ra nó sẽ có cái tai nghe, tôi phải đeo cái tai nghe này vào. Trông nó hơi dở hơi cắm lợn tí anh em thông cảm. Nào. Rồi ok. Trông nó có hơi dở hơi cắm lợn tí anh em thông con nhà bà cảm nhá. Thông cảm giúp tôi. Đời tôi cô liêu. Rồi ok. Tay đâu rồi? Thành người mù mẹ rồi các bạn. Anh em thông cảm. Khi mà tôi cầm đây nó thành người mù mẹ rồi. Đéo nhìn thấy cái gì cả. Đây rồi. Cái tay tôi đây rồi. Khổ thân tôi. Rồi. Anh em thấy tay chưa? Đây tay tôi đây. Tay đéo gì cứ đây. Ơ. Nào. Tay. Được chưa anh em? Có ổn có ổn quả cả không? Rồi. Đây. Rồi. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Từ từ tôi ngồi coi như là thoải mái ra coi như là lưng ghế đã. Thoải mái lưng ghế. Bây giờ như nào nhỉ? À đây. Đây để chọn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nắm tay. Vâng. Tôi đang nắm tay. Tháo rồi. Đấm vỡ bồn luôn. Tôi đang nắm tay. Vâng. Tôi đang nắm tay. Còn cái này để chúng ta bắt đầu game. Sờ tát. Úi dồi. Starting a new game. Sao không thấy có âm thanh gì? Từ từ. Ơ. Từ đã anh em nó bị chắc là bị lỗi âm thanh hay thế nào anh em ạ? Tôi để tôi xem lại xem nó có bị lỗi âm thanh không. Bình tĩnh đã. Khổ rồi, tôi đặt tay ở đây đã. Đặt cất tay ở đây đã. Để xem là có bị lỗi âm thanh ở đâu không. À đấy. Click vào mới lên tiếng ghét. Mùi giời ơi. Thôi được rồi. Hóa ra lúc nãy là tôi click ra bên ngoài. Bắt đầu có âm thanh rồi anh em ạ. Để tôi cho to tiếng game thêm tí anh em nhé. Để tôi cho to tiếng game tí. Nhạc hay lắm anh em ạ. Nhạc hay lắm. Nhạc rất nhẹ nhàng. Rồi ok đeo kính vào. Gái đâu? Tôi đang ở đâu đây? Gái đâu? Các anh
Tay tôi đâu rồi? Đây rồi. Các anh Oculus với các anh ăn phát cho em hỏi gái đâu? Gái đâu các anh ơi? Gái đâu? Mẹ. Rồi mỗi gái đéo thì gái đâu, lúc đó đéo thì cái gì đây? Hãy di chuyển bằng cách bắn cái tia laser. À đây. Quá đơn giản. Tôi đang ở một cái công viên anh em ạ, tôi đang ở công viên. Ô kia là tòa nhà Hapulico mà. Vãi cả cứt tòa nhà Hapulico. Chỗ Vũ làm việc đây game. Mẹ hóa ra, ô cái gì đấy. Hãy cầm cái camera trong tay. À, ủa điện ảnh, à quên máy ảnh. Máy ảnh không gương lật. Ô từ. Thế nào? Gì? Từ đã. Đây chụp ảnh. Ấy là. Bây giờ hạ camera xuống. Rồi. Di chuyển ra đằng kia. Đây là gái à? Đéo chơi đâu nhá. Đây là gái à? Mẹ. Đéo chơi đâu nhá. Em chào anh. Em chào anh ạ. Ôi. Ôi. Tôi phải nhặt cái quả táo này lên. À, tôi có thể sờ tay vào anh được không? Đây là anh thiên thần. Ôi con gì kìa? Thỏ. Thỏ ơi, lại đây với tao nào thỏ ơi. Thỏ ơi. Cầm quả táo này lên. Đặt tay rồi đây. Lại cầm camera lên, dí vào mắt. Chụp ảnh. Được chưa? Cầm điện thoại lên. Điện thoại đâu? Ôi giời ơi, iPhone. Tôi có một tin nhắn. Trong điện thoại tôi có một tin nhắn. Sử dụng tay ngón tay để tương tác. Lost Ark Newbie. Có tin nhắn một thằng có tên là Lost Ark Newbie. Xin lỗi, hôm nay tôi không đến được. Mày chính là người, à cậu chính là người hẹn tớ đến đây ngày hôm nay mà. Ý, bạn gái tớ đang rất giận dữ với tớ. Tớ phải ụ cô ấy đây. Nếu không cô ấy sẽ bỏ tớ mất. Tội quá, thằng nhân vật chính của tôi là được một thằng bạn thân hẹn ra công viên chơi. Xong rồi nó lại đi vào bạn gái nó. Tại sao cậu lại hẹn hò với cô ấy nếu suốt ngày hai người cãi nhau thế? Tớ đoán rằng cậu không hiểu được vấn đề này đến khi nào cậu có bạn gái đó. Mày thích trêu gạo tao không? Và vẩn. Mày có muốn tao tiết lộ cho người yêu mày biết là mày đang đi và vẩn của đứa con gái khác không? Và vẩn. Xin cậu đấy. Thôi. Đấy, đi chơi người yêu mày đây. Wow. Lại còn gửi cả sự icon cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tắt điện thoại. Anh em vẫn theo kịp ấy chứ anh em? Anh em vẫn theo kịp ấy chứ? Tưởng tôi xem anh em vẫn xong theo kịp ấy chứ? Tôi phải để điện thoại đây. Có gì đọc comment của anh em cho có dễ. Rồi, ok rồi. Thank you anh em. Rồi, có vẫn ổn đúng không anh em?
Vẫn ổn đúng không? Rồi ok, nào. Từ từ, để tôi vặn này vào đã. Rồi ok, vặn chặt nó vào thêm tí. Ê, thằng bạn nó bỏ tôi rồi. Giờ đây chúng ta phải làm gì đây? Đời tôi cô liêu. Đéo gì này? Chụp ảnh thỏ à? Gái cơ không chơi chụp ảnh thỏ làm cái gì? Zoom vào. Chủ nhật ra công viên chụp. Ô cái gì đấy? Ô. Ô. Ôi trời ơi. Đây là một giấc mơ sao? Tớ có thể chụp ảnh cậu được không? Ôi trời. Ừ. Ôi trời. À không, anh có thể chụp ảnh em được không? Ôi trời. Ô. Ô. À từ từ em ơi. Từ từ em ơi. À, từ từ đã nào. Cô ấy đi mất rồi. Tôi tự hỏi cô ấy là ai. Tôi có gặp lại cô ấy được nữa không? Ơ. À. Ngày hôm sau. Thế thì đéo nào. Ô. Where am I? Có phải em ấy kia không? Có phải em ấy kia không? Có phải là em bị kia không? Tôi đang... Tôi đang ở quán cà phê. Hình như là mình là phục vụ bàn quán cà phê à? Please! Bartender. Ấy à? Em lại còn đứng em ấy tự sướng ấy kêu chết tôi không? Em ơi! Xùy em ơi! Quán cà phê vào ngồi gọi đồ chứ không có đứng đấy chụp ảnh tự sướng em ơi! Em đừng có vớ vẩn! Gọi đồ gì em ơi! À đi ra đây đã chứ nhỉ. Đi ra đây đã. Úi dồi ôi. Úi dồi anh chào em. Konnichiwa. Ừ chào em. Ừ. Anh chào em. Anh. Anh. Ờ. Ừ. Anh. Úi dồi ôi. Bartender thật anh em ạ. Anh em vẫn đang theo dõi cả được cả chứ. Úi dồi ôi. Rồi. Nào. Bây giờ tôi phải trả lời em ý. À anh xin lỗi. Cửa hàng của anh mở cửa lúc 10 giờ. Hả? Ơ à, không phải. Ơ sao? Sao? Ý em là... Em làm sao? Làm sao có vấn đề gì? Sao em cứ khổ quá đây? Làm sao có vấn đề gì? Làm sao nói cho anh? Làm sao mà cứ phải gì nhở? Cứ phải... Làm sao đây? À, từ từ anh em từ từ thì đã. Khổ em cứ xấu hổ. Nào, để tôi chỉnh lại kính. Nhìn em ấy cho nó rõ hơn. Anh nghĩ rằng hình như anh đã nhìn thấy em ở đâu ý. Có phải anh đã nhìn thấy em ở trường không nhỉ? Em học cùng trường với tôi. Tôi là sinh viên à. Như kiểu là mình là sinh viên đi học đi làm thêm. Vâng ạ. Ừ. Chúng ta gặp nhau rồi. Em là Yua Mikami. Úi dồi. Em này là Yua Mikami. Em ấy học năm đầu tiên trong trường. Ơ thế em ngồi đi. Anh sẽ làm cho em cà phê nhé. Ngồi đi. Ừ, ngồi đi. Ừ. Ơ đi đâu đây? Ừ. Úi dồi. Ừ, nào. Sao? Em uống gì? Senpai ga koko de baito shiteru no wa shitte ta. Em biết là anh làm việc ở đây. Ừ. Coffee senpai ga ireren desu ne. Anh tự pha chế cà phê à? Ơ. Hơi kinh luôn. Em này là Ua Mikami. Em có uống macchiato không? Cà phê macchiato nhá. Úi dồi ôi, em thích lắm, cảm ơn anh. Rồi. Nào. Rồi tôi pha chế cà phê.
À, Yui Hatano à? Pha chế cà phê như nào? Tôi phải làm... Đây, cầm cái cốc này, dí vào đây. Rồi, ấn nút vào đây. Đợi anh tí nhá. Cầm cốc lên, đặt vào đây. Ấn cái này xuống. Rồi. Khổ đời tôi đã bao giờ uống cà phê macchiato đéo đâu. Bây giờ như nào? Này uống đi em ơi. Uống đi em. Ơ. À, quên. Hồi hộp quá quên. Xoay núm à? Xoay thế nào? Rồi. Úi giời ơi. Đây, úi giời ơi, cà phê macchiato của em đây. Uống đi nhé. Ừ. Úi giời ơi, nóng, cẩn thận, bình tĩnh đã. Mùi thơm quá, cảm ơn anh. Ừ, uống đi. Thoải mái đi em, uống đi. Thổi đi, úi giời ơi. Vừa thổi vừa uống. Ngon quá anh ơi. Ừ. Sao? À, thế hôm nay tại sao em lại đến đây làm cái gì? Sao thế? Chắc là em thích tôi rồi. Sao? Những gì mà em muốn nói là... Ơ? Cái gì đây? Em xấu hổ quá. What the fuck? Sao? Ơ? Hãy trao cho em cái bức ảnh. Bức ảnh hôm qua anh chụp em ý. Ơ? Ảnh nào? Không biết ảnh nào em ạ. Ơ? Anh không biết ảnh nào nhá. Hôm qua anh chưa chụp nhá. À, đó chính là em à. Dạ vâng, người hôm qua là em đấy. Bây giờ giả uất. Đưa ảnh đây cho em. Đây, cái máy hôm qua tôi chụp em vào đây. Đấy, mình nắm tay nhau đi. Mẹ cái gì đấy, vướng cái gì đấy? Đéo mẹ vướng cái gì đấy? Khốn khổ khốn nạn. Vướng mẹ vào cái bích. Đây, cố gắng đưa tay cho em. Úi dồi ôi, đường vào tim em sao lâu quá, sao xa quá. Nắm được tay em ý mà khó quá. Khốn khổ khốn nạn thân tôi. Senpai no camera no shashin. Đây. Ê! À đây bức ảnh em đây. À đâu, đây là ảnh đéo gì chứ. Thằng này có sở thích về người hầu à? Đây. Em thông cảm nhá, trước mặt anh nó có cái mic em ạ. Thông cảm anh nhá. Ủa, đây thật sự là em à, à. Ừ, không mày thì ai. Ủa. Ê ơi, xinh nhỉ em nhỉ. Ôi dồi ôi, trông em cứ như là top model ý. Mày hơi tự tin đấy. Em biết là em xinh mà em hơi tự tin đấy. Hay là máy ảnh này xịn nên chụp đẹp thế. Hay là anh có kỹ năng chụp ảnh của anh giỏi. Đương nhiên là anh, nhưng còn gì nữa. Anh chụp bây giờ được thế. Rồi cười sướng đấy. Nhưng em phải yêu cầu anh, em định yêu cầu anh xóa nó đi. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là không cần nữa đâu. Bây giờ khổ, đúng là gái kìa bạn. Cứ thấy mình chụp ảnh đẹp một phát là ok ngay, đéo yêu cầu xóa sủng gì. Rồi ok. Thế em đến đây chỉ vì cái nguyên do này thôi à? Anh rất nổi tiếng khi anh là người chụp ảnh giỏi nhất trong trường. Cho nên là em rất là tò mò. Ừ. Sao?
Sao? Mình hẹn hò đi. Nói ra đi em, nói ra đi. Chuyện diễn ra ngày hôm qua chỉ giữa hai chúng ta thôi anh nhé. Ừ. Anh hứa nhé. Đừng nói với ai nhé. Anh hứa. Nhưng mà anh có làm đéo gì em đâu mà phải hứa. Chúng mình trong sáng mà. Ơ, có làm gì nhau đâu mà phải hứa hẹn đéo gì, hay là con này là có người yêu rồi? Tôi có hôn được cái mí không nhỉ? Thế tôi dí sát mặt vào thì sao? Ồ, mẹ đập mẹ nó vào cái mic, khổ. Tôi khuyên anh em chơi trò này nhá. Anh em bỏ tất cả những cái thứ gì mà nó chắn giữa anh em với cả cái màn hình ra. Không có rất là khổ sở giống tôi, muốn hôn em mí mà đéo được. Đập mẹ nó vào cái mic, khổ. Chua chát VL. Ok. Cảm ơn anh. Có phải tất cả bức ảnh này là anh chụp không? Úi giời ơi. Ừ, thế để anh đưa cả bức ảnh của em lên nhé. Em cũng tự hỏi như vậy đấy. VL, em này em còn tự động gợi ý là tôi sẽ đưa ảnh em, chụp ảnh em ý xong rồi để lên trên đấy, kinh chứ. Mẹ em này thật đúng là, đúng là gái xinh của các anh em ạ. Nó một cái quy luật như này, tôi nói cho anh em biết này. Nó có một quy luật như này này. Gái xinh ấy, nó biết rất rõ là nó xinh. Mà nó mà đã biết là rất rõ là nó xinh rồi ấy, là nó sẽ kiêu. Mà thậm chí là nó lại còn... Ở đây, để anh chụp cho. Đây, anh chụp cho. Nè. Cái ấy. Em này, lấy bức ảnh ra. Này em. Đây. Tạo dáng, ui vãi, em còn tạo dáng ạ. This. À, đây. Dễ thương. Dễ thương cơ em ơi. Tạo kiểu dáng dễ thương ý. Cú tè VL được rồi, nào đợi anh tí. Rồi. À mà một kiểu khác đi. Siêu nhân về gao à? Đây, ảnh của em đây. Úi dồi, sướng. Em thích bức này quá anh ơi. Tôi thử đứng lên xem sao. Nếu tôi đứng lên em cũng sẽ nhìn lên. Nếu tôi đứng lên em cũng sẽ nhìn lên. Tôi hoàn toàn có thể đứng lên trên và nhìn xung quanh. Rồi. Nó là thực tế ảo, cho nên nó là cái môi trường 3D 3 chiều này, chúng ta có thể thoải mái nhé anh em nhé. Chúng ta có thể thoải mái. Từ anh em để tôi chỉnh lại kính phát ạ. Rồi. Đây, đặt lên đi. Đặt lên đi em. Úi dồi, em sướng. Úi dồi, trông kìa. Đấy, đặt đâu thì đặt. Ôi, cao quá. Ôi, this. Now. Úi dồi ôi, thế này thì chịu, thì đéo nó được nhiệt. Phương ơi, em... À đây, tôi ra chỗ em đi rồi.
Mì nhòn VL. Mì nhòn lắm. Mì nhòn lắm. Sashin toru no hontou ni suki nan desu ne. Rồi như nào? À em mới bảo là mình chụp nhiều bức bức chân dung quá. Ừ, gần đây anh rất thích chụp vào chân dung. Thế ạ. À. Gì? Sao chúng ta không đi chụp ảnh cùng nhau nhỉ? Em là model còn anh là thợ ảnh. Mẹ này. Này em đừng có tưởng em xinh và em vớ vẩn nhá. Đéo mẹ tiền đâu. Tổ sư chúng ta bây giờ chứ. Tiền em ạ. Tiền. Đéo có thằng nào làm việc miễn phí đâu em ạ. Xiền nhá. Khôn như em quê anh đầy. Thế đéo nào lại nghĩ tôi mẹ chụp ảnh xong mẹ đéo hiểu luôn. VCL mẹ. Đéo đã được. Làm ơn ngồi xuống. Ngồi xuống là sao? Đâu rồi? Ơ? Chết mẹ cái phần em hỏi nó vào đây rồi. À, được rồi, ok. À đây, tôi phải hỏi đã. Tại sao lại... À, mình phải có giá chứ. Mình phải làm giá với em ý chứ. Làm sao chuyện nhận ngay được. Phải làm giá, mình là người chụp ảnh giỏi nhất trường mà. Tại sao anh lại phải đi chụp với em? Ờ. Ơ. À, anh đừng có nói như vậy. Ủa? Chúng ta đi chụp ảnh với nhau đi mà. Ừ. Thôi được rồi, ok. Nhé. Ừ, nào đi. Ê, ừ. Ủa rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ngoắc tay à? Ê. Được chưa? Ủa khiếp, tim đập hay sao đấy? Anh phải giữ lời hứa nhé anh. Ừ. Em đi đây. Ủa, ngày mai chúng mình nói chuyện tiếp ở trường nhé. Đừng quên anh hứa gì với em đấy nhé. Ủa. Thứ hai. Ôi thế này thì còn học hành gì. Bố mẹ cho tiền ăn học đấy. Ôi lớp. Ôi dồi. Em chạy đến đây mệt quá. Ừ. Em cứ bình tĩnh nghỉ ngơi đã mày. Bình tĩnh nghỉ ngơi đã. Anh vẫn ở đây à. Ôi dồi. May quá. Khiếp, em ấy mặc đồng phục trông còn xinh hơn cả mặc đồ kia. Sao em vội thế? Em quên không hỏi số điện thoại của anh hôm qua. À, hỏi số điện thoại để còn hẹn hò đi chụp ảnh. Vâng, được rồi, gân khẩu. Tại sao số của anh? Ý anh là sao? Anh hỏi tại sao? Ôi rồi, em phải biết số điện thoại của anh khi em muốn gặp anh chứ. Đưa điện thoại của anh cho em. Ừ đây. Ừ. Đây. Đây đây. Ừ. Đây. Này. Cầm đi. Này. Cầm đi. À. À nhầm. Tôi nhầm. Đưa mẹ điện thoại ngoài đời khổ thân lắm. Điện thoại này. Ồ. Rồi, à, em ý đã gì rồi? Điện thoại đéo gì không lên hình này. Ôi trông cái điện thoại của mình trông mẹ dễ thương kìa. Điện thoại ốp con mèo ạ. À. Sao em lại cất điện thoại ở sau đít em? Em ơi. Ui ơi.
Đừng có điện thoại sau đít em. Thối lắm. Tại sao lại muốn chụp ảnh? Nó vui lắm anh ạ. À. Một cuộc đang có một cái cuộc thi. Thi gì? Cuộc thi thiết kế thời trang. Em muốn anh chụp cho em những kiểu mà em đang mặc, những bộ đồ mà em thiết kế. Ôi dồi ôi, em có thể tự coi như thiết kế thời trang, tự làm quần áo cơ à? Em chưa nói với anh à. Em may vá giỏi lắm đấy. Ôi dồi ôi, thật à. Đấy là sự thật. Ôi dồi ôi, em chuyên học về thiết kế thời trang. Em thiết kế váy. Sao? Cuối tuần này anh có rỗi không? Có. Này, đi học không đánh son em nhá. Anh nói cho em biết là đi học không phải là cái chỗ để em đánh son nhá. Học sinh bây giờ rất hư anh em ạ. Đi học đéo thì cứ son với cả phấn. Về coi như đi học là anh nói cho em biết luôn nhá. Em đi học là em không được đánh son, không đánh phấn. Ngày xưa anh đi học hồi cấp 3 ấy, là thầy giám thị ở trường anh nhá, con nào mà đánh son đánh phấn lập tức a lê hấp vào trong nhà vệ sinh rửa mặt ngay tức khắc. Đi học chưa là chỗ để em khoe à? Chúng nó học thế đéo nào được. Được rồi, ok. Thế chúng ta có nên chụp một vài kiểu test trước không? Ngay bây giờ ạ? Được không anh? Ôi dồi, nếu ảnh không đẹp thì sao? Em tin anh. Được, tin anh đi. Anh sẽ làm em chiến thắng giải nhất. Vâng. Ok. Cười trừ nhạt VL. À, đi ra sau lớp học. Ôi dồi ôi. Vâng, ok. Sau lớp học có cái mẹ gì? Úi dồi ôi, em đi cắp tóc lên nhìn còn xinh hơn cả. Chuẩn bị được chưa? Đại chưa về được cả. Này anh em ơi, tôi có thể ngồi xổm được không nhỉ? Anh em, tôi có nên đẩy cái ghế ra và ngồi xổm không nhỉ? Các anh em ở đây đang xem nhảy đéo ai làm thế bao giờ. Thôi. Lớp học đây. Lớp học của chúng ta đấy. Nên. Nên. Ờ. À, em hãy cứ giả vờ là em đang học đi. Rồi. Úi dồi ôi. Tha hồ mà chụp. Có tin nhắn điện thoại à? Hãy để anh kiểm tra tin nhắn trong điện thoại anh đã. Wakarimashita. Cái điện thoại tôi ở đâu? Này. Thảo nhắn tin đây. Ơ đi đâu đây? Giả điện thoại giả máy ảnh đây. Va vào vẩn. Giả máy ảnh đây. Mười mấy triệu cái máy ảnh đấy nhá. Em cầm cho nó cẩn thận. Máy ảnh không gương lật đây. Đừng có vừa va vẩn. Cầm cẩn thận, cầm chạy đấy. Mẹ tí phải để mấy em. Phải để điện thoại đây không có nó chạy ra ngoài mất. Enemy.
VL sao lại có cả enemy kẻ thù đéo nào nhắn tin này? À có một đứa nó muốn mượn cái máy ảnh của tôi. Mượn cái máy ảnh của tôi vào ngày mai. Bởi vì là có một cái buổi chụp ảnh ở đâu đấy. Đéo được rồi em ơi. Em này cũng là gái sao chứ nhỉ? Khổ. Rất tiếc em ạ. Anh đã có crush mới rồi. Không em nhé. Hôm mai anh có việc bận rồi. Anh nói dối. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nó định thả con mẹ nó cái máy ảnh, cái camera của tôi xuống dưới nước. Con khốn nạn. Được rồi, ok. Thì đấy thì anh cho em mượn. Đây là em gái. Con này là em gái mình, tôi nhầm. Con này là em gái mình. Em gái tôi. Nó vừa gọi là bro mà. Khổ. Nó đang ở nhà, tôi cất cái máy ảnh DSLR ở nhà. Thế là nó dọa nó phải đi nó chụp, thế là tôi đéo đưa nó vứt mẹ vào trong nước luôn. Đây là em gái mình và mình đặt cái tên của em gái là kẻ thù. Khổ thân tôi. Và không biết là có anh em nào, tôi không có em gái. Không biết là có anh em nào có em gái ở đây, anh em có em gái như kẻ thù không thì tôi không biết. Em ơi. Xong chưa anh? Ừ, xong rồi. Nó đi ở chỗ khác chụp thôi em. Chụp ở đây à? Chỗ này chụp ảnh được không anh? Ừ, được. Hiệp trường nào mà nhìn trông sạch đẹp thế? Ok, chụp đi. Lần này em nên tạo dáng thế nào anh? Ngồi thế này anh bảo nhá. Bây giờ em ngồi xuống dưới. Em ngồi dùng cái chỗ cái tường kìa. Em dựa lưng vào tường cho anh nhá. Xong em co đầu gối lên. Ngồi xuống cái kia. Đúng rồi, đây 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 đây. Dựa vào tường. Ngồi em ơi, không phải đứng em ơi, ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống chứ không phải đứng em ơi. Ngồi chứ không phải là đứng. Ngồi xuống. Ok. Con này nó không chịu ngồi với anh em ạ. Được rồi, em ra đứng ở chỗ cửa sổ đi. Rồi ok. Ổn rồi em ạ. Trời ơi, hãy cho em xem ảnh nhé anh nhé. Ngay bây giờ à? Anh hơi xấu hổ. Thôi hãy cùng cho em xem với nào. Ờ thế giờ thì vào lớp để xem nhé. Ôi dồi ôi, bảo sao mày đéo thích tôi. Ở nhà thì có DSLR mua 20 củ. Ở lớp thì mang theo máy ảnh không gương lật 35 củ. Còn ở coi như là còn mang đi học còn mang cho MacBook Pro 15 inch 40 củ. Ôi dồi ôi, mẹ thế này thì gái cũng chả thích. Bảo sao đầu tiên tôi cứ tưởng là tôi làm việc ở trong cái quán cà phê thì làm đéo con nào nó thích tôi. Bây giờ tôi hiểu lý do rồi. Rồi thế này thì bảo làm sao gom cả đời tôi thật với anh em luôn. Mẹ Rick Kid thế này thì bảo làm sao mà em chả đéo thích, em chả muốn đi vậy.
đời cô liều lắm. Nhà không có gì ngoài điều kiện này thì em mới chẳng thích. Thế như nào? Chọc lét, chọc lét. Đéo chọc được. Vuốt má tí. Thôi. Đây, bước tiếp theo đây. Senpai, hontoni jōzu. Ủa ôi, anh chụp giỏi quá. Mẹ chụp như cứt, đéo hiểu giỏi cái gì. Đấy, đẹp chưa? Ngon chưa? Đẹp chưa? Bức này nó thật với em up lên face làm avatar thì thôi rồi luôn, follow của em tăng cứ mẹ chóng mặt luôn. Yappari model ga ii. Em lại còn khen là mẫu tốt quá kinh. Em xong chưa? Arigatou gozaimashita. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Ừ. Hả? Yappari senpai de yokatta desu. Cái gì cơ? Cái gì? Em vừa nói cái gì đấy? Khổ, tôi đang mẹ khổ, đang lâng lâng, có biết em vừa nói cái điều gì đâu. Khốn nạn. Em vừa nói cái gì với tôi đấy? Mẹ, đang định ghé vào thơm cái. Đây là nhà, thôi thế này thì thôi anh em. Mẹ. Nhà nó thế này thì chơi thì đéo được, nói thật với anh em luôn. 3 năm rồi tôi livestream tôi còn chưa thể nào mơ được đến cái góc như thế này. Vâng, nếu anh em chưa biết thì kia là máy Mac. Máy Mac Pro, con máy Mac Pro này nhẹ nhàng khoảng tầm 70 đến 80 củ. Một con PS4 Pro hai tay cầm nhẹ nhàng 15 củ. Một con mẹ tivi màn hình phẳng 50 inch nhẹ nhàng 30 củ. Rồi ôi, thế này thì mẹ ống nhòm máy ảnh này thì chơi thì đéo nào được với nó mẹ. À, cá không anh à? À em mới bảo là cá không anh à? À cá không anh. Ôi tai, con tai nghe này, con tai nghe gì đây? Mẹ con tai nghe này, con nghe tai nghe 7.1 còn không dây. Con này nhẹ nhàng phải 7 củ. Máy in. Ôi thôi 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 thôi. Đéo đỡ được. Góc làm việc của tôi đây. Có tin nhắn. Em gái lại nhắn tin. Này, sao lại... sao đấy? Sao đấy em? Em cần phải dùng máy... máy im trong phòng anh. Ừ thì dùng đi. À và... em thích những bức ảnh ở trên bàn của anh, trông nó đẹp lắm, cho em đi. Không, em đừng vớ vẩn. Tại sao? Anh có ai để tặng nó đéo đâu. À, mày khinh anh nhà em. Mày khinh anh nhà em gái. Mày nên nhớ bây giờ anh khác năm xưa rồi nhá em nhá. Những cái bức ảnh đấy là coi như là một cái món quà. À, để trình diễn để làm một món quà. Anh định đưa cho ai? Bạn gái anh chứ còn ai. Bất ngờ chưa em? Đừng có nói dối em. Úi dồi ôi, anh làm đéo có bạn gái. Úi dồi, phải. Không có ai dùng nó đâu nên em sẽ dùng. Anh dùng nó ngay bây giờ, đừng có vớ vẩn. Mày dám khinh thường tôi. Mở máy. In. Rồi in rồi. Một bước. Ờ, bước này không đẹp. Từ từ đã. Bước này không đẹp. Bước này đẹp này, dễ thương này, nhưng mà không bằng bước đứng trước cửa sổ. Đây, bước này đẹp nhất. Không, bước này đẹp nhất. Green đi.
Rồi, cái khung ảnh, cái khung ảnh đây mang này tặng em ý. Còn đây là cái gì? Ô, nhà trường sắp sửa tổ chức đi du lịch. Nhà trường sắp sửa tổ chức đi du lịch. Yêu cầu tất cả học sinh mang theo bao cao su, quần áo, đồ bơi, bút, iPad, máy ảnh và tiền. Ok. Đi phượt rồi. Yua Mikami đây rồi. Anh có nhận được thông báo trường mình đi coi như là ôi thôi. Vãi cả cút. Despair. Thôi. Vâng. Đây là chỗ đi du lịch của một trường cấp 3 đây anh em. Mẹ chúng nó chứ. Mẹ. Nhớ lại cái thời ngày xưa tôi đi du lịch Sóc Sơn. Với lại cái gì? Đồ Sơn. Với lại Hải Thịnh. Khổ. Đéo thể nào hiểu nổi. Đéo biết là trường gì luôn. Đẹp nhỉ anh nhỉ. Ừ đẹp. Cái này nó rút ra được cái điều gì anh biết không? Anh em biết không? Dầu, nó sẽ chơi với dầu. Đéo bao giờ có một cái sự, có một cái cửa nào cho cái con người nghèo chúng ta có thể vào được bên trong, có thể tham gia với mối quan hệ này. Dầu, nó sẽ chơi với dầu. Đéo bao giờ chơi với nghèo. Đắng quá anh em ạ. Đắng. Em ấy đang hỏi là chúng ta chụp ảnh với nhau ở đấy nhé. Mai anh có phải đi làm không? Có, anh phải đi làm. Em sẽ đến nói chuyện với anh ở quán cà phê. Nào, ok. Anh ngủ ngon nhé. Úi dồi ôi. Mẹ. Đèn xanh bật lia lịa thế này thì còn nước non gì. Rồi cái gì này, mặc cái bộ đéo gì này. Bộ này là bộ đi du lịch à? Mặc cái quần nó dài dài ra em ơi. Con gái con đứa mặc quần đéo gì mặc thế này. Mặc cái quần nó dài đầu gối vào. Phá phần. Em đến sớm thế. Trời nóng quá anh à. Úi dồi. Đây, đưa cho em cái menu. Tôi phải làm món gì cho em đây? Món gì đây? Tôi phải làm món gì? Chết mẹ đéo chạm vào được. Bỏ mẹ rồi, cao quá đéo chạm vào cái này được. À đây. Rồi mẹ ở ngoài. Trộn các cái món cho em bí. Cho em bí đớp. Khổ. Được chưa? Xoay. Sinh tố bơ mẹ rồi. Sinh tố bơ. Được chưa? いただきます。うん。おにゃん。
Úi dồi ôi, ngọt quá anh ạ. Đây là lần đầu tiên anh làm đấy em ạ. Tuyệt vời anh ơi. Bây giờ chúng ta lên kế hoạch cho việc đi chụp của chúng ta nào. Vâng, kế hoạch đi chụp. Bảo tôi mang theo cái đéo gì đây? Cái này là cái gì? Kiểu tờ bướm à? Bản đồ khu vui chơi. Ui dồi ôi. Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu? Bãi biển ở chỗ nào? Tôi phải nhấc cái mô hình con này. Mẹ chỉ có hai chỗ lựa chọn thôi. Một là cái khu coi như là trong khu công viên. Và một là ở trong cái nhà. Nhà mẹ gì ấy. Bây giờ công viên vậy. Ôi ôi, bạn cùng lớp em cũng đến đấy. Em không muốn ở đấy đâu. À, em muốn chỗ riêng tư à? Ok. Ôi giời ơi, anh tưởng thế nào chỗ riêng tư nhà nghỉ gì? Nào, em thích. Ủa, không thích thì cứ nói thẳng với anh một câu. Làm gì mà nhà nghỉ nhá. Nhà nghỉ hả anh? Ôi giời, anh có nghiêm túc không đấy? What is? Em thích ở đâu? Em muốn ra chỗ một cái công viên khác, công viên trò chơi. Em chỉ muốn coi như là đi chơi thôi đúng không? Anh biết em rồi đấy. Em muốn đến đấy cùng với anh. Thế giờ đi đâu? Rốt cuộc là bây giờ đi chỗ nào? Một hòn đảo. Sở Mai đang chơi Dota 2. Đéo hiểu đấy khổ. Thằng em giờ này chơi Dota 2. Khổ. Mori Island. Đảo Moli nó đẹp lắm. À được, ok. Chúng ta nên đi thôi anh. Đi. Cuộc tình trên đảo hoang mẹ rồi. Còn gì nữa? Hả? Cái gì đây? Anh mở. Ôi em làm bánh tặng tôi. Em làm bánh tặng tôi. Ôi giời ơi. Dim sum à? Em mua nó cho anh. Mẹ cứ tưởng là em đi nấu được. Đang bất ngờ hóa ra là em đi mua. Thôi được. À đâu, không phải mua. Em ý là tự làm. Em tự làm cái này à? À vâng. Anh ăn thử đi. Ừ đây, nào. Ngon không anh? Ngon. Rồi, khen em một phát cho em vui. Khổ. Anh cũng có thứ này dành cho em. Thật à? Cái gì đấy anh? Cái gì đây? À, cái khung ảnh hôm trước. Đây, này. Úi dồi ôi, anh tốt quá. Để tôi còn cái điều này tôi muốn nói với anh em nhá. Anh em mà đừng có xem tôi chơi con game này mà anh em nghĩ rằng là anh em tán gái, anh em chỉ cần chụp của nó một bức ảnh xong anh em đóng một cái khung rẻ tiền để kêu anh em tặng nó. Mà cái thái độ của gái khi mà nó nhận được cái bức ảnh này ấy, nó còn tùy thuộc vào cái vấn đề khi mà cái hoàn cảnh chúng ta như nào nữa. Thí dụ như là nếu mà chúng ta coi như ở trên ra dưới cắt tút, đưa cho nó cái này nó sẽ coi như là đéo coi là cái gì.
Còn nếu mà chúng ta có MacBook 15 inch mấy chục củ, có Mac Pro mấy chục củ, học ở trường Remit và đi du lịch ở resort coi như là ở Mỹ, thì anh em tặng cái khung ảnh, thậm chí anh em đéo cần khung ảnh, anh em chỉ cần cầm cái ảnh mẹ bình thường đưa cho nó cũng ok mẹ rồi. Đấy, sự thật là như vậy đấy. Em có thích không? Anh thực sự muốn tặng em cái này à? Úi dồi ôi, em không ngờ đấy, cảm ơn anh rất nhiều. Ừ, anh rất vui vì anh đã chuẩn bị món quà này cho em. Em hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian đẹp bên nhau khi đi du lịch. Em đang rất trông đợi đợi đấy. Rồi, bắt đầu lên đường đi du lịch rồi. Máy bay rồi. Ôi dồi ôi, đéo hiểu mặc cái gì đấy em ơi. Thì đéo là sao mà đi du lịch đéo gì có với tôi và em đi à? Nhà trường đâu rồi? Tôi yêu cầu các bậc phụ huynh liên hệ với cả hiệu trưởng trường này ngay. Tại sao lại để cho coi như là học sinh đi riêng với nhau như này, có chết tôi không? Có chết quá vớ vẩn nhá, không thể như này được. Này có chết tôi không cái chứ lại. Thôi anh em ạ, có khi là anh em ơi, có khi là hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi anh em nhá. Nếu anh ủng hộ tôi còn tiếp tục chơi tiếp con game này thì anh em cứ comment để tôi biết. Nếu mà ok tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đi chơi với lại Uamikami trong những phần sau. Ok nhá. Rồi, rồi đến đây thôi. Game nó có tính năng tự động lưu, anh em yên tâm. Ôi giời, mệt vế lờ. Ôi giời, à. Rồi, hôm nào chúng ta tiếp tục, nói thật với game. Chơi con này chơi nhiều quá rồi, tí nữa ra đường lại cứ đớ đấy, cứ cầm cái máy ảnh chạy ở ngoài đường tìm ra có em nào muốn chụp ảnh không thì bỏ mẹ, không phải đùa đâu. Nhá. Rồi, ok.